Dạ, mình mến chào cô chú anh chị. Hôm nay mình cũng được Mạnh Thường Quân sống bên Mỹ, gia đình của cô Kim sống bên Mỹ đó cũng có giúp đỡ cho em Huy một cái chiếc xe lăn, tại em Huy ước mơ đó cả nhà. Thì cũng nhu cầu mình mua, thì mình đường xá xa xôi đó, mình đi hôm một mình không được, mình cũng nhà anh Văn Trung đến đây chở mình qua rồi cùng với mình để trao chiếc xe lăn cho em Huy. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng tiến vào trong nhà em Huy cùng với mình ha. Dạ. Đây cả nhà. Thì Huy ơi. Chào Huy nha. Dạ, rồi cho bình xin gắn mấy xíu à. Rồi. Ước mơ của Huy đó. Dạ. Thì nói là muốn có một chiếc xe lăn. Ê, xe lăn nè. Đây, mình sẽ mở cho Huy xem. Đây là bất ngờ. Hiện thật rồi. Hả? Ước mơ mình sao rồi? Ước mơ mình trở thành hiện thật rồi. Sự thật ha. Đúng rồi. Vui lắm rồi. Vui lắm à. Dạ. Mới có chiếc xe này, mình đi chiếc xe này gành chưa? Cũng gành này. Xe này nè, mình đi lên đi xuống được chưa? Được rồi. Và bây giờ mình thấy thoải mái hơn hả? Dạ. Ô cả nhà, mình mới phát hiện ra thêm một điều ha. Huy khi mà đi chiếc xe này á, thấy mình mẩy của Huy á, thấy sạch sẽ hơn nè. Không có còn lết, cũng giống như là cái vườn nè, hơi sạch hơn nè. Còn mà lết á, mình thấy cái vườn thì rất là dơ. Đúng rồi, nó gạch nữa. Gạch nữa? Đúng rồi. Nó dính đầu gối đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà sau khi mà có chiếc này thì thấy bữa nay thấy mặc đồ thấy nó đẹp đẹp sao ta. Dạ. Yeah. Rồi khi mà có chiếc xe này có hàng xóm cô bác có ai hỏi không? Cũng có người hỏi. Được có ha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thêm một món quà lớn nữa. Dạ. Yeah. Đó ước mơ của Huy nè. Thì khi mà có chiếc xe này thì mình tính đi đâu như thế nào nè Huy? Cái nào mà người ta có phước gì ở chùa đó mình đi. À, giống như là có đám phước này kia ở chùa đó mình đi á hả? Dạ dạ. À, cái nhà này mình để sao đây? Có phước gì ở chùa ha? Dạ. Còn cái chiếc xe này á Huy, đây là tấm lòng của Mạnh Thường Quân, gia đình của cô Kim đó. Dạ. Cũng có giúp đỡ cho bên Huy bữa hôm qua, hôm kia đó. Dạ dạ. Thì bây giờ cũng nhu cầu Bình mua thêm một chiếc xe lăn, nói là Huy thích về xe lăn này nè. Và bây giờ Bình cũng đến đây trao, thì Huy có là gì cảm ơn đến cô Kim không Huy? Dạ, con xin cảm ơn cô Kim đã giúp đỡ cho con một chiếc ghế bằng gỗ rồi một chiếc xe lăn, con cảm ơn rất là nhiều. Con chúc cho cô ăn khang tình vượng, tiền vô như nước, sống như nhau trọn đời trọn kiếp ạ. Dạ. Rồi, thì bây giờ Huy thử lên chiếc xe lăn này ngồi thử coi. Chứ Bình thấy Bình gài bánh xe là cái này là Bình không biết luôn á cả nhà. Xuống đó đi. Này hình như có đồ gài hay sao ta? Có. Đây, đúng rồi. Đây, này, gài bánh xe này. Rồi, đúng rồi. Rồi, bây giờ Bình lấy chiếc này ra. Rồi, Huy coi Huy leo lên sao nè. Cái bình này không biết rồi đó. Coi cách nào mà Huy làm được. Ví dụ không có bình á thì khó lắm ạ. Đâu. Tiếp hả? Khỏi để cả nhà, không phải là bình tiếp. Mình không muốn tiếp, tại vì để cho Huy tự lên một mình khi mà không có người thân ở gần á. Hỏi tiếp. Dạ. Yeah. Đây, được rồi. Bình để xuống rồi. Rồi sửa lại cho ngay coi. Huy ngồi cho ngay thẳng coi. Tay để trên này nè, mình đè ở trên này nè. Đó, mình đè ở trên này nè. Đó. Rồi bây giờ Bình sẽ mở cái này ra. Rồi Huy thử quay bánh xe một mình coi. Đấy.
Dạ. Quay hai tay á. Hai tay hai bên. Ừ. Đó. Rồi. Đó. Giống như mình muốn quẹo bên nào á, mình quay bên đó, quay. Đó. Đó. Dạ. Rồi. Giống như mình muốn quẹo bên nào á, mình quay bên đó nhiều. Bên đây thì nó ngưng, nó sẽ quay đó, thấy chưa? Đó. Từ từ sẽ quen thôi. Quẹo. Xe này khó chạy hơn xe kia không? Cái này dễ hơn. Hả? Cái này dễ hơn. Nhưng mà nó khó lên hay sao? Khó lên chút. Khó lên chút hả? Dạ. Giống như mà có ai đẩy á, thì nó sẽ khác nè. Thấy chưa? Đúng rồi. Giống như Huy mà muốn đi đâu hay gì đó. Nếu mà dùng xe này nó dơ cánh tay nè. Xe nào? Xe nhỏ đó đó. Nó dơ tay. Tại mình dùng tay á. À. Hơi vô tay chút. Yeah. Còn cái này không có dơ tay nè. Tại cái này là mình cầm ngay đây nè. Đúng rồi. Cái này là mình chưa có lột bọc cho Huy nữa đó. Coi lột đâu, để vậy đi. Dạ. Yeah. Để vậy đi cho nó chắc. Cho nó chắc hơn hả? Này phải lột bọc ra. Rồi, Huy tự làm ở đây thử coi. Thế còn cái này mà giống như mình Huy mà muốn đi chùa này kia dễ đúng không? Dễ rồi. À, bây giờ thử ra nè, bây giờ mình đẩy ra ngoài nè cả nhà. Giống như Huy lên một mình á thì nó rất là khó, nhà hàng xóm phải không Huy? Đúng rồi. Nhưng bây giờ thí dụ mà có nè, thấy chưa, lên rất là nhẹ luôn nè. À, cả nhà. À, khi mà Huy có người hàng xóm ở đây á đó, Huy lên rất là dễ luôn nè cả nhà. Đây. À, ra ngoài chơi luôn á. Ra ngoài lộ được không? Sao ra ngoài lộ được không nè? Chưa đâu, học lái giao gạch cái đi, ra ngoài lộ xe lớn không đó. Có ai đẩy thì mình mới ra được, đúng không? Đúng rồi. Chứ còn hiện tại giờ là không được đó ha. Dạ. Chứ mình tập hay tập ở trong nhà trước. Dạ, hoặc dạ, là chiều ngoài. Chiều đó. Dạ. Mình kêu hàng xóm đó. Ồ, đem quạt lại sửa hả? Đó Huy, đem quạt lại. Đem quạt lại sửa ha. Thôi mình vô trong nhà đi. Nào. Chích. 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 Ồ, 180 độ. Ồ. Đó sửa quạt kìa. Cô ơi, sửa quạt đem vô trong này nè cô. Rồi. Dạ vô đi. Dạ. Cô quạt này bị hư gì Quý? Em cô, em quạt này bị hư gì cô? Hư nó mang một thửa đó. Hư gì hả? Hư gì vậy cô? Quạt nó hư gì? Hư, không biết hư cái gì nữa, ai biết đó. Ủa nó không quay hay là sao? Không, à, không có quay á, đó cái mình khé, mình lấy ngọn đấy. À, tức là nó không quay luôn đó, nín thinh luôn hả? À, nín thinh luôn á, lại cho mơ ôn Quý sửa ôi nè. Vậy sao mình không kêu nó có lên tiếng không? Quạt lên tiếng vậy. Dạ. Này theo Huy chưa biết là hư gì á cả nhà. Nó để cho Huy ngồi trên xe lăn sửa cho bạn luôn đó. Ủa, mai mốt mình ngồi ở đây mình sửa được không Huy? Nó không có the. Hả? Nó không có the thao cái ốc này nè, nó ốc này cứng lắm. À, tức là không có thế. Nè, ốc này nè. Ốc bồ tư á cả nhà. Đúng rồi. Thì nào cần thế thì mình kiếm ghế nào chắc hơn. Cứng lắm. Cứng lắm mà. Thế nào ngồi trên đất á mới làm được. Chứ ngồi ở đây mà không có thế làm đâu. Nó bắn nó nhẹ nhẹ là nó hư con ốc là khó nữa. Ừ. Rồi cô, nhà cô thường xuyên quạt bị hư không cô? Hả? Mấy anh? Hư hoài luôn hả? Ừ, hư hoài đó. Nhà mình mấy cây quạt? Hai cây là mà anh nói từ xưa sửa ôn nó anh mặc hai là hư thiệt hay không? Mới sửa được một tháng. Cây này mới sửa được một tháng à Quý? Có bảo hành không? Không có, cái này cô sửa cô kia người kia rồi, không phải là sửa em. À. Là đây là lúc trước đó, không có biết sửa bằng đêm á, đặng đi. Đặng ơi, khinh hoạt nó kìa, đặng ơi. Ừ, đặng thôi. Hay
mà sửa đặc sân hai. À sửa đặc sân hai. Bắt mặt hai mặt khối cái đó mà sửa vi. Không phải đâu cả nhà. Tức là cây quạt này ha. Theo Vi nói là quạt này đã hư rồi và sửa người khác rồi. Đúng hết rồi. Hết rồi. Một tháng xài dụng được một tháng. Thì bữa nay mới hư nữa. Mới đem qua anh Vi, anh Vi nhân tài. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng chứ à? Đúng rồi, nói vậy. À, không mà Vi nhìn là Vi biết luôn á cả nhà. Bây giờ nói giá đi bao nhiêu? Cái này à? Dạ. Giao với nhà hàng tôi trả luôn anh. Chưa biết đâu, chưa biết. Chưa biết thư gì vậy? Chưa báo giá được à? Đúng rồi. Mình lấy đại 200 đi. Mua cây mới rồi. Chắc là mua chịu không? 200 cô chịu không? Anh giao 200 không có tiền. Đang mà cái ca đã sửa thay phép mà sửa vi thì khóc mà đang nghe nó ăn nó ăn ghẻ à, nó sửa nó ăn ghẻ hơn đã cho mày đưa nó lại xe sửa con sửa mày mày xe nó lại xe đó và sửa nó ăn mặc hơn Vi này nè biết không à thay Vi mấy người chạy xe đi sửa tới nhà đó nó ăn mặc hơn Vi này ăn ghẻ lại kim Vi nè không có tiền không biết không chỗ nào ghẻ chỗ nào ghẻ đây lại sửa sửa lâu nữa phải không hay là thay Vi sửa ghẻ mà còn sửa lâu hơn nữa mấy năm lúc kia cái ông Vi sửa được cái 20 ngàn hả xài được hơn tháng mới hư được không hay là cho ông Vi sửa nữa tức là được trước cái quạt của cô nè là hư là sửa người ta hết bao nhiêu tiền hả cô trước đó là hết 50 hay cho ông Vi này 20 nữa dạ hay là lại ông Vi nữa cả nhà không phải nha Bình mới đón ra nè, cái quạt này sửa ở bên ngoài là chạy được khoảng bao nhiêu? Hơn tháng. Chạy được hơn một tháng. Hư thì đem qua cho Vi sửa. Vi sửa. Thế là Vi nói quạt thùm ai nó cần một tháng là hư nữa rồi. Lắm một tháng nữa. Trời ơi. Hơn tháng. Sao hay vậy? Hơn tháng là hư là tháng. Tháng mới là một tháng đó, bộ đàn đánh đổi nó. Bộ đàn đánh chinh ga luôn á, thấy không? Bình rất là bất ngờ khi mà một người thợ sửa quạt. Vi biết một tháng đó là hư rồi đó, nói vậy. Quạt sửa xong, nói là trên một tháng, hơn một tháng là bắt buộc phải là hư nữa. Hư thiệt đó. Hư thiệt luôn kìa. Cô bất ngờ chứ. Vi nói đó. Vi nói thiệt mà. Sao Vi, hồi lúc mà Vi sửa cây quạt này, sao Vi biết là hơn một tháng? Bây giờ em nói cho nghe. Dạ. Cái quạt này á, bữa hổm bác lại cho em sửa. Dạ. Rồi em sửa xong rồi cho nó chạy rồi em sửa em nói bác ơi cỡ một con sửa sơ sơ thôi khi nào cho bác xài một tháng đi đem một tháng nó hư nữa thì bác đem lại cho con nữa đúng không đúng luôn nó thay mà chuyện đúng rồi ơi rất là bất ngờ luôn á cả nhà nhưng mà người ngoài sửa 50 ngàn xài cũng được một tháng mà Vi sửa 20 ngàn một tháng được một tháng là phải quay trở lại bị cho hồn Vi nữa Vi ăn ghẹ hết người ta ăn mặc hết thấy y này không có tiền nữa không có tiền có dạng là được rồi em ở bên dạng mà cu na ngọn chẳng ai quá chẳng ai quá thấy không quá được cái rồi nè cô thấy bữa nay nè con lại đến đây chào quà cho Vi rồi bữa nay tặng chiếc xe lăn vui á thấy tội nghiệp nó tội nghiệp Vi á, tội nghiệp Vi á tôi á. Cô nhà gần đây hay là? Không, ở trong bên xa kìa, huông huông mèo bạ nữa. Yeah. Mà thay Vi vậy tôi tội nghiệp lắm đó. Thiệt á, nói thiệt á. Thấy nó đi đâu không được, cái mẹ đây bỏ vậy á, tội nghiệp nó. Thấy cho bà này nè, cho bà băng cục tiêu nè, cho bà đó đó. Thì nói chung là Vi cũng không có ai chăm sóc, không ai lo lắng, tự lực cánh sinh. Giống như là Vi như vậy á. Vi đang nghe lục Vi đang nghe nấu cơm mình ơn làm cái gì mình ơn không có ai lại nhờ. Tiền Vi hết chứ có thấy không? Tội nghiệp không? Tội nghiệp đi không được có thấy không? Nói Vi có đi đâu mua đồ ăn, con đi đâu được đâu? Ngồi một chậu đáng hay đi về đây vậy làm sao nó hỏi vậy nữa dạ. Không có quen nhau mà hỏi người ta vậy đó vô tội nghiệp á giống như thế dùng cơm hàng ngày đó quen nè dùng với trứng mắm rồi tương thấy thế lúc mới kiếm mì ba tinh một cái dây nhà này nè chồng Vi nó thấy hết trơn là điện thoại á coi thấy hết trơn luôn á mua hết nhiều biết hết trơn nhưng mà con đặc biệt con gá bất ngờ là cái chỗ mà thợ sửa quạt mà trong cái căn nhà không có quạt con không biết lý do vì sao nè con hiện tại bây giờ con gá mở quá trời nè mình á không có quạt vậy nó mình á đi mình á
ốc chẳng hào phải nó bạch như bạc khí á. Đó là nuôi chua tính đó mẹ. Đó là nai chua ớt. Cái này nhông được rồi, được rồi. Khỏi, khỏi quý ơi. Cho sữa ăn luôn. Dạ. Cho sữa ăn luôn. Xuống sữa này luôn hả? Chúng phải ngồi trên này xíu đây, không sao đâu. Cho quay rồi chưa? Dạ. Quay chưa rồi chưa? Cầm ảnh sữa. Dạ. Không sao đâu. À, đọc bán căng đó nghe, đọc tình bảo tình AC biết không? Đây mở đầu mới vậy được hết. Ủa, mới lại con không có dám ra lộ đâu. Dám không? Đây tự tử. Đây tự tử cũng ở nhà xe lớn lắm á. Xe lớn, tao nói từ đây tự tử mà xe lớn biết hả? Không, sơn lé xe lớn. Sơn lé xe lớn hay á. Bất khi phụ nó mình bị ba nó này nha, xa dịnh châu á. Yeah. Ê, xa khen ấy, đây ban ra số á. Hay hai người qua, vô nói chuyện cười không à. Người tư dọn một ngày á. Nhức đầu quá, giọng quá nhức đầu quá. Con cũng rất là chân thành cảm ơn cô đã tin tưởng em Vy. Đã đến đây lấy quạt lại sữa cho, lấy cho em Vy sữa. Thì đi gặp em Vy ăn giá rất là rẻ. Ăn nhưng mà mệt ăn. Con cũng rất mong cô lâu lâu mới có quạt này kia sữa. Sữa thấy tội nghiệp Vy nè, nhà không có gì làm. Sữa thì rất là rẻ, 20.000 thôi mà mình sửa người ngoài á, cái nhà tới 50.000. 50 á. Rất là khó, cũng là thời gian nó cũng giống nhau vậy thôi. Con cũng rất là chân thành cảm ơn cô ha, đã đến đây sửa quạt ha. Thay vì ăn rẻ nó lại cho kim như vậy. Rồi em Vy, thì sau khi mà cô lại gửi quạt như vậy đó, rồi xong cái thấy Vy sửa mà Vy lại nói là cây quạt này là khoảng một tháng hư. Rồi Vy cũng đã nói xong thì nhưng mà Vy lại ăn rất là rẻ, lý do vì sao Vy biết người ta ăn mắc đó mà Vy ăn rẻ. À, em biết quạt này trước rồi, nếu mà em ăn rẻ nên mà em vốt nó hư nữa, em biết tình trạng nó hư nữa. Rồi em ăn rẻ, rồi con có em có dặn chủ, nếu mà xài một tháng nó hư nữa thì đem lại cho con lấy cô 20.000 thôi. Nhưng mà mình biết cái chỗ đó mình hư sao mình không thay luôn không đi? Tại bữa đó bác này đem lại tối quá, nhìn không thấy đường. Bác nói làm cho nó quay tạm đi. Để nó mai mốt để hư nữa thì thay luôn. Tức là không phải Quy ha cả nhà. Quy đã biết nhưng mà chủ nhà gấp quá vì ở nhà rất mùa này rất là nực. Cho nên là cần cái quạt để quạt để quay lại đúng không? Và đúng rồi. Bác ấy nói là làm cho nó quay đỡ đi. Tạm đi. Dạ tạm đi. Dạ. Rồi lúc đó đem ra cho em sửa cũng tối nữa. Dạ. Cũng tối, nó không thấy đường. Đúng không? Lại đang... Cô thấy bữa nay cô lại á, thấy nhà Vy như thế nào và thấy Vy mặc đồ này kia nè. Tôi mừng trong mình tôi nè. Không, thấy cái căn nhà rồi dọn dẹp rồi về cách mặc đồ nè. Bây giờ thấy như thế nào cô? Thấy sạch sẽ, thấy hẹn. Mấy hẹn cạn sạch ấy chính là thấy sạch á. Sạch tại hồi tôi lại chưa khắp. Tập tới đây nè, tôi nói sao mà không để cắt tóc, đấy không được. Thấy tôi nghiệp á, mà tôi ở gần này tôi nấu cơm cho ăn mỗi ngày, tại tôi ở xa lắm. Ở xa lại không được. Rồi bữa hổm cô lại thấy mặc quần gách hả? Không có dòm nữa. Không có dòm thiệt á. Bữa nay là Vy thấy rất là nay okay. Mua bự cho Mươi, Mươi cho Vy bận đây. Con mua mấy cái rồi đó, cô kia cũng gửi cho con mấy cái cho Vy rồi. Bữa đó mấy cái hả Vy? 3-4 cái hả? Tại Vy giống mặt á. Rồi áo nữa. Rồi ba con có cái gì vậy? Rồi biết sao không? Nè đó, tôi con cũng rất là chân thành cảm ơn cô đã đến đây và chia sẻ cho bà con của bác được biết ha. Thì cô về chưa hay là ở đây chơi xíu? Không, về á. Về hả? Về á. Rồi con cảm ơn cô ha. Rồi ăn. Chúc cô nhiều sức khỏe cô ha. Ăn đi tao qua trong phì chứ. Đi ăn. Cảm ơn ha. Vậy tôi về ha. Dạ cảm ơn cô ha. Vy ơi. Vy tập té. Dạ. Chiều lấy cho cô. Chiều lấy ha. Vy, sửa kịp không? Kịp. Kịp không Vy? Kịp. Vy nó cần áo hay kia nha. Này cả nhà, sau một thời gian á Vy lết nè. Chứ từ đó giờ cả nhà cũng không thấy là chân của Vy đâu. Bình cũng không thấy nữa, nhưng mà bữa nay đặc biệt nhất Bình thấy nè. Đây, dở dò lên đẹp nha. Đây cả nhà. Nè.
chai hết đó nè cả nhà. Đây là chai nè. Đó, chai nè. Có đau không? Không. 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 Có cảm giác không? Có, nhưng mà không đau. Tại đâu có làm gì đâu mà đau. Đây, đầu gối nè cả nhà. Đây. Đầu gối của Quy nè. Lúc trước nó lên mụn nhọt nữa. Rồi còn bên đây nữa nè cả nhà. Đây. Quy lết kiết nè. Đó, đây nè. Thì sau khi mà có cái chiếc xe đẩy trong nhà, rồi bây giờ chiếc xe lăn này nữa thì rất là vui, rất là vui và rất là mừng rồi, đúng không Quy? Dạ, đúng rồi. Thôi thì bây giờ trước khi Bình khép video đó thì cũng giống như là Quy có lời gì, có bài hát hay là có câu thơ gì tặng đến Mạnh Thường Quân, cô Kim, gia đình cô Kim sống bên Mỹ không? Dạ, em một lần nữa em xin cảm ơn cô Kim đã giúp cho con được một xe gắn, một xe lăn, rồi một ghế bằng gỗ. Con cảm ơn rất là nhiều. Con chúc cho cô an khang thịnh vượng, tiền vô như nước. Dạ, con xin cảm ơn cô ạ. Dạ. Cảm ơn rất nhiều. Mình rồi con xin cảm ơn một lần nữa. Con xin cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho con được một chiếc xe giữa một xe lớn xe nhỏ để con đi được thân thiện hơn. Con xin cảm ơn nhiều. Rồi mình có bài hát hay là có câu thơ gì tặng cho cô không? Có bài hát, một bài. Yeah. Thấy rồi, bài gì nè? Bài Thất Tình. Thất Tình hay là Thất Tình? Thất Tình. Ủa sao Thất Tình nữa? Ủa mình ngồi ở trong nhà không sao Thất Tình? Rồi hát nghe. Dạ. Anh đã không giữ được nhiều hạnh phúc cho em. Nhiều khi rất nhỏ nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh, em nói đi, em xin yêu anh. Những ngày cuộc sống không như anh đang ước mong. Của một tình yêu xa hạnh phúc sống như bao người. Một người yêu em đắm say. Một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em ơi, anh lại nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt ấy, sao lời đổi thay để anh nơi này. Ngoài trời mưa cứ rơi lăng thẳng, chỉ còn riêng anh. Thực sự nhiều khi muốn nhớ tin gửi cho em nhiều. Lại sợ người ấy đang hạnh phúc vui bên một ai. Tình yêu đã chết ấy ngày xưa, mai này chúng ta có xin gặp lời. Thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu. Hay quá, cảm ơn Quy nhiều ha. Dạ, đã hát tặng cho cô chú thì từ trưa tới giờ mình có nấu cơm này kia chưa Quy? Cơm nấu rồi mà chưa có gì ăn. Cơm nấu rồi mà chưa có gì dùng hả? Dạ. Rồi là vậy là đồ ăn thì mình không có mua à? Chưa có. Chưa có hay là không mua? Chưa có, nhưng không có tiền mua nữa. Không có tiền mua, tiền bảo mới cho nha. Tại vì không mua chắc là Vi dùng với món gì? Cháo và hổm mua cho. Chào, và cháo và tương nước mắm ha cả nhà. Dạ. Rồi còn gạo thì đầy khập rồi. Đầy rồi. Rồi mình cũng cảm ơn này là chào cho Vi đó, cũng rất là vui khi mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho Quy về phần giống như điều ước của Quy đã trở thành sự thật ha cả nhà. Dạ, dạ. Thì chúc Quy nhiều sức khỏe và có được nhiều cô chú anh chị đó đến đây để sửa quạt này kia cho Quy có động lực và có thêm một nguồn thu nhập để lo cho bản thân của mình ha Quy ha. Dạ, dạ.
Rồi chúc Quy nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ khỏe. Em cũng chúc anh luôn luôn mạnh khỏe để âm lo trong hạnh phúc nha. Rồi cảm ơn Quy ha. Dạ. Yeah.